Chị Nana xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ kể về một câu chuyện của nàng tiên cá tìm vỏ sò. Các em cùng bắt đầu câu chuyện với chị nào. Ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi ở dưới đáy biển Ấn Độ, vương quốc xinh xinh và có một nhà công chúa sống ở trong đó. Trong nhà có bạn cua này, bạn bạch tuộc, bạn nòng nọc này, cá sắc màu em, và vua cha và hoàng hậu và bảy chị. Khi nàng sinh ra, nàng xinh xắn. Một hôm khi nàng đã 8 tuổi rồi, nàng mời cá sắc màu và nòng nọc và bạch tuộc và bạn cua và em của mình cùng nhau đi tìm vỏ sò. Khi họ đã đi tìm, em cũng đã tìm được một hình trái tim bằng đá ở trong túi. Đấy, các bạn đã nhìn thấy chưa nè? Các em đã nhìn thấy chưa? Ba chị sẽ chỉ được em. Và khi nàng tìm thấy thì nàng lại bỏ vào trong túi. Khi cua đi qua một cái đá, cua nhìn thấy một cái kim cương hình ngôi sao, là cua nhặt lên cho chị và sau đó bỏ vào giỏ. Nàng đi tiếp đã đến một hang động tối đen, và nàng đã đến chỗ thùng chìa khóa và cái chỗ để vỏ sò. Nàng đang định gọi cho cô cha thì ở đây không có sóng, thế là nàng tắt điện thoại đi các em. Điện thoại của nàng, các em thấy chưa? Và khi nàng bắt đầu lấy cái hộp thì nó rất nặng và nó không thể kéo được. Nàng tiến gần hơn nữa và mở hộp ra. Các em thấy cái hộp chưa? Đây này. Và nàng mở cái hộp ra, sau đó nàng lấy chìa khóa vàng ấm rất lấp lánh. Sau đó nàng ấy mở chung chìa khóa ra và lấy sau đó khóa vào, sau mở vặn ra, sau đó nàng lấy nhấc vỏ sò lên. Các em thấy vỏ sò chưa? Đây này. Và khi nhấc vỏ sò lên thì cả một hang động này đã sập xuống rồi. Thế là tất cả cùng bơi nhanh ra ngoài. Các em biết đây là một việc tốt cho bố mẹ thì thật là vui biết bao. Video này sẽ giúp các em vui vẻ hơn. Tạm biệt chị Nana, tạm biệt các em. Chị Nana xin chào tất cả các em nhỏ. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời đúng không nào? Các em đã xem video của chị video này chưa? Các em chưa phải không nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe lắng nghe một bạn chuột nhỏ trong một gia đình nhé. Ngày xưa ở một góc chợ Tam Đa có một ngôi nhà nhỏ. Ở một góc có một chú chuột sống ở trong một ngôi nhà. Một hôm cả gia đình đi vắng, em thì đi học này, bố thì đi làm này, mẹ thì đi lên ngân hàng này, còn bà thì đi chuẩn bị đồ đi chợ này. Khi mọi người đi, chỗ bà chuẩn bị một miếng phô mai trên bàn, và thế là bà bắt đầu xách túi đi khỏi nhà. Khi chuột con ngửi thấy mùi thơm, chuột con bắt đầu đi ra ngoài lấy phô mai thì tự nhiên đang trèo lên ghế, bà quên tiền, thế là bà quay lại nhìn thấy chuột con đáng ghét, thế là bà bắt đầu lấy lồng và lấy chìa khóa. Bà bảo là chuột con chui vào đây, ta sẽ không cho mày ăn. Khoảng 10 ngày chuột con chui vào lồng và bà khóa cửa lại. Chuột con rất thất vọng vì điều mình đã làm, và thế là bà đi chợ. Bà để lồng lên bàn. Các em biết đấy, là một việc xấu không nên làm đâu, cho nên chúng ta phải
bố mẹ chúng ta. Các em hãy nhớ điều chị dặn nhé. Và video hôm nay sẽ giúp các em ngoan ngoãn hơn. Chắc chắn các bạn chị cũng sẽ xem video này. Tạm biệt các em. Chị Nam Na xin chào các em. Bây giờ là một buổi tối khuya quá rồi. Chị buồn đi ngủ lắm, nhưng dù sao chị cũng phải kể một video. Đây là video cô bé May Sa Tốt Bụng. Các em cùng đọc video này với chị. Bắt đầu video. Xưởng ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, có một bạn tên là May Sa. Khi bạn ấy lớn lên, đang trong 7 tuổi, thì bạn một ngày đẹp trời và nắng chang chang, bạn bắt đầu bảo bà: "Bà ơi, hôm nay con muốn đi ra ngoài cho cá ăn." Thế là cô bé May Sa bắt đầu hỏi bà. Thế là bà đồng ý và gật gù đầu. Bà chuẩn bị một ít thức ăn cho các loài vật. Và sau đó, khi bà đi qua cầu, bà bảo: "Đây là chỗ của cá, con hãy ném đồ ăn xuống và cá sẽ xuất hiện." Thế là bỗng chợt nàng ném một vỏ bánh mì nhỏ bằng này này các em. Đây. Và khi nàng ném xuống thì hai bạn cá xuất hiện cùng nhau ăn miếng đó. Và nàng ném 5 miếng xuống. Đây này các em. 1, 2, 3, 4, 5. Và các con ăn hết mà vụ nào em lại ném tiếp. Bà bảo: "Giờ con đã hòa nhập với một các loài vật rồi đấy. Chúng ta hãy cùng đi qua cầu tiếp thôi nào, để cho những con cá khác ăn." Thế là cô bé May Sa đi theo bà. Các bạn biết đấy, các em biết đấy, làm một việc tốt nhỏ cũng tốt cho các loài động vật. Cho nên các em phải làm việc tốt như cô bé May Sa Tốt Bụng này. Các em nhớ nhé, làm một việc tốt rất tốt cho bố mẹ mình và các động vật xung quanh mình. Chị tạm biệt các em.